người ta nghe mùi thúi mà không biết thúi cái gì. Ghê ta, thúi luôn trời. Bốn ngày đúng rồi. Nó xình rồi. Thằng Cường không thúi mà nhỏ đó thúi. Thúi mà nhỏ đó thúi nhiều hơn Cường. Giết nhỏ đó trước quá. À, thường thường tôi đây là tôi tám nhất á, mà không có tôi thằng này chồng tôi nó không cho tôi ai. Em nữa hôm, nửa đêm nữa hôm lại chạy đắng cho mày hay. Tao thấy hồi hôm 11 xe chạy đùng đùng không ngay xe nữa. Nó chạy có tao nghe chạy. Ừ đắng nó dựng chạy đây nè. Ghê vậy hả? Nó dựng qua đó luôn á. Ghê đông. Làm việc tới sáng đó. Chứng động chở đi đó. Chứng động mà nặng. Ủa, mấy con nhỏ mà, mấy con nhỏ nhỏ mà mặc quấy mặc à. Thằng Trơn nó ra đó. Thằng Trơn á. Nó ra nó hồi mấy tôi mời mấy cô này ra ngoài công an phường tôi làm việc á. Lỡ quắc à. Hồi nào giờ đâu có nghe cái tin nào như vậy hả chị? Chứ nó còn nhỏ quá chị, nó nông cạn. Nó thiếu suy nghĩ với nó không có học thức nhiều á. À, tí là cảm ơn chào mọi người già các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì ngay chân là cái đêm là 29 tây tháng 10 đó các bạn, thì có một cái tin chấn động ở cái chân là phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long nha. Thì một người đàn ông năm nay là 21 tuổi và một người con gái thì năm nay là 23 tuổi thì đã qua đời ở trong cái ngôi nhà này nha. Thì bây giờ tí là Cà Lâm sẽ đi vô ngay chân cái ngôi nhà và tí là Cà Lâm sẽ hỏi là những người dân ở nơi đây là sự việc là tại sao mà hai người này đã qua đời trong nhà mà cách khoảng 4-5 ngày mới phát hiện nha, là nó đã sình lên rồi, nó đã hôi thối rồi và có dồi luôn, để cho mọi người cùng xem nha. Vậy là ở đây gần biết hết ha. Trong đây chút nè. Vũ Cương Cường nè vậy. Vũ Cương Cường nè. Vũ sao mà thấy của nó ấy của vợ luôn ghê ta. Nhỏ nó đẹp. Đẹp lắm ha con. Có chồng á, có con 4 tuổi rồi. Có con 4 tuổi. Hôm qua sớm hơi gặp chồng nó lấy hai bao đồ đó hỏi chồng nó. Con sao nó thôi con vậy nó thôi con không tết giờ là. Trời ơi. Nó gặp chồng đó. Cái này có chắc ghen quá. Đúng không chú? Ừ. Không biết sao ở trong đó thì tự sự. Thúi luôn hả chị? Hả? Bộ thúi luôn hả? Thúi là chắc có lẽ là chắc 4-5 ngày ha, là thúi luôn trời. Đi xuống dưới để thi với thằng đó đem cho đem thiêu rồi. Bọn nhỏ nó chở về nhà. Ghê à. Cha còn mẹ. Dạ. Phút 24 giờ. Mấy hồi sớm ơi, chậm ra lấy mấy bịch đồ đây nè, hỏi ra sao nó thâu không tết giờ. Đẹp mà lại là dưới cái thằng si ke. Chồng trước cũng được, nó chồng trước 27 tuổi. Chồng trước cũng chồng trước làm trai mới về. Dạ. Dạ. Nó điện thoại không được thì đổ chu không mất quán chắc là kiếm hàng em em của nó em bà con nó đó. Con bên tụng hay trời. Sao hôm ta đi ngang đó đi vô kêu bà Hà ta cũng nghe vậy. Không nghe mùi thấy gì. Cái tấm gà của nó nằm ngay cửa sổ á, nằm ở dưới cái cửa sau nó ló ra luôn á. Tấm gà đẹp lắm, tấm gà mới tinh nè. Cái ta tính sợ chó nó móc á, tôi tính đẩy vô giùm nó mà ơi, đi qua luôn khỏi đẩy. Mà kiểu như mình đi vô tình mình đâu suy nghĩ gì, biết gì đâu. Người ta nghe mùi thúi mà không biết thúi cái gì. Ghê ta thúi luôn trời. Bốn ngày đúng rồi. Nó xình rồi. Thằng Cường không thúi mà nhỏ đó thúi. Thúi mà nhỏ đó thúi nhiều hơn Cường. Giết nhỏ đó trước quá. À, thường thường tôi đây là tôi tám nhất á, mà không có tôi thằng này chồng tôi nó không cho tôi ai. Cái gì? Nửa đêm nữa hôm lại chạy đắng cho mày hay. Tao thấy hồi hôm 11 xe chạy đùng đùng không ngay xe nữa. Nó chạy có tao nghe chạy nó dựng chạy đây nè. Ghê vậy hả? Nó dựng qua đó luôn á. Ghê đông. Làm việc tới sáng đó. Chứng động chở đi đó. Chứng động mà nặng. Ủa, mấy con nhỏ mà mặc quấy mặc tội đây nè. Thằng Trơn nó ra đó. Thằng Trơn á.
cái gà nó hôi mấy. Tôi mời mấy cô này ra ngoài công an phường tôi làm việc đó. Lỡ quắc à. Hồi nào giờ đâu có nghe cái tin nào như vậy hả chị? Chứ nó còn nhỏ quá chị, nó nông cạn, nó thiếu suy nghĩ, nó không có học thức nhiều á. Rồi hồi đó mẹ nó đẻ rồi ba nó bồng, bà nội bỏ nó, rồi bà nội với cô nó bồng về nuôi từ nhỏ tới lớn. Thì cái kiểu nó cũng ngoan hiền ở xóm ghiền lắm, nó ba gai thiệt. Mà xóm ghiền nó không có lập. Nhưng mà như ai đâu. Ở đâu thôi ha, mình ở đây thì nó vẫn... Nó không có ấy. Tại vì nó sốc trước là nó ở tù về á. Rồi con vợ nó thương, rồi con vợ nó bỏ. Vậy là có vợ rồi. Nó có đời vợ, rồi vợ nó bỏ đi lấy thằng khác ở cái tàu, đâu cái tàu á. Nó sợ nó ở tù á. Vậy là hai đứa này, đứa nào cũng có vợ có chồng rồi. Nó sợ ở... Vậy là con vợ nó cũng chấp nối thôi. Nó sợ, nó mới quen nhỏ này à. Nghe cái người phụ nữ này cũng có mấy hai mấy tuổi, cũng có đời chồng. Nó 23 tuổi, nhỏ này 21 tuổi. Đúng có. Nhỏ 23. Nhỏ 24. Nhỏ 23. 23, người nhà nó. 23. Sao Cường nó 20 mấy tuổi mà. Cường 21 hả? Cường mới 21. Nhỏ vậy vậy. 21. Tại vì nó đi... 21 mà cũng có đời vợ luôn nè ha. Ừ, nó có ở đời vợ đó, ở với nhỏ chứ. Tại vì nó có con không nó 18 chị? Tuổi đi không. Đi cai nghiện đúng 18 tuổi rồi nó bị đi rồi. Ừ. Vậy là người con gái cũng có lỡ dở một đời chồng. Có đứa con đó. Rồi. Chồng của nhỏ này với chồng với Cường chơi chung luôn á. Bạn hả? Bạn chung luôn hả? Tại nhỏ quá nhiều khi suy nghĩ không tới vòng bột quá kìa. Có mấy chục năm về trước á, hai vợ chồng giết vợ ở dưới khu Lộ Quẹo đó, tới giờ luôn là mấy chục năm rồi đó nha. Wow. Ngang cây xăng Phú á, điện 11-12 giờ điện con Thảo Chánh kêu vợ ấy tại nó hằng con có chồng chơi. Anh nói vậy cũng được, tại vì nghe cái này là ở đâu cũng nghe rung giòn mà cũng hay chạy lại sợ mà chạy lại coi. Mình đâu có nghĩ nó vậy. Hồi hôm tao nói mày xe nó vô khắp nạp, biết bao nhiêu xe tao tưởng vô bắt ai cũng lại đó nữa. Trời ơi. Mình tưởng nó vô đó biết không. Hồi nãy tao kêu Duy chạy vô tao tính tết lắm hay không sao? Nghe thù xì hay. Trời ơi nó chạy lùm chùm. Thường thường á cái thằng bạn của nó nãy mới chạy ngang nè. Em kêu tí khẩu điện tùng nó lại nó ngậu đằng đẵng á, đứng đó dằn chỗ cái hồng non á nó nói chuyện trong nhà đó. Trời ơi tôi mới mở cửa tôi đi ra hỏi gì vậy tí cái nào. Trời ơi ông ngủ không hả? Hay nghe dù xì đó rồi nó tại vì biết chị biết sao phát vậy nói ngoài. Với còn cậu có chọc biết sao nhà nó đóng cửa không không bao giờ mở cửa chứ người ta cũng tưởng bình thường à. Nó mở cửa mở điện rồi nó bắt nhạc nữa, nhà nó vô lúc nào nó cũng mất nhạc bắt nhạc sáng đêm luôn á. Ờ nó bắt nhạc trên YouTube tốt đó, ghim điện đó. Rồi nó để nhạc luôn vậy đó, rồi người ta tưởng bình thường, tưởng nó ở trong nhà đâu nghe. Đúng rồi, có mở nhạc, có người mới mở nhạc ở trong nhà, mở nhạc nghe. Nhưng hồi chở đi hồi gần 5 giờ là ba gác vô chở, chở đi xuống Tỷ Thi, xuống bệnh viện Vĩnh Long. Rồi nãy như chị vợ nó với ông thầy chùa lên tỉnh dành vậy à. Chồng đó. Chồng đó hả? Với ông thầy chùa. Cũng dòng rồi hả chị? Mới tỉnh dòng nữa. Mới rồi lắm hả? Vừa về mấy ông vừa lại đó quá. Trời ơi. Thì mấy ông vừa về đó, tôi tính kêu lại. Trời ơi. Để đậu chờ ông nè, ông chạy ra. Cái ông này ông quay á, tôi tính kêu. Ôi vô vậy hả? Là tôi tính chặn ông lại đẳng á, mà tôi sợ phải. Đậu lại đằng đẳng chờ ngay chỗ nhà ông Sáu á, tôi tưởng á chị á là quen với ông Sáu cái nhà đó, tôi cũng kêu. Tôi tính kêu là chị hỏi cái thằng bạn nó là chắc cú luôn, thằng thân với nó luôn. Thằng Di á, thằng ốm nhỏ. Nó chạy ngay nè. Thì nó mới chạy đó. Nó ngồi nãy nó tao tính kêu nó lại mà kêu chưa kịp đó, nó chạy luôn đó. Là thỉnh ông thầy chùa chở vô với anh vợ nó thỉnh vong lại. Ủa này là thường thường là người ta chôn rồi người ta mới thỉnh vong rồi đó. Thiêu rồi thỉnh vong á. Này cũng mấy người ta đi theo. Đi theo người mà. Cũng mấy ngày rồi ta thỉnh luôn rồi đợi gì làng nữa. Làng cụi nó không có chở về đây luôn hả ta? Không chở đi theo luôn. Ủa con nhà nó dám vô. Ông lộn nó chưa dám vô. Cô cái bà cô nói là ngày bình thường mà không dám vô. Không dám vô. Tại cái nhà lúc trước á thằng cậu á Vũ ha. Vũ. Nó té trong nhà tắm nó xỉn nó té cái nhà đó đó. Trời ơi. Nó nhậu nó té chết. Rồi ông bác nó. Ôi vậy là cái nhà nó cũng hai ba người. Cái gì? Thằng cặp này nó năm á. Trời ơi trời. Ơi. Đâu
nguyên cái làng nghĩa địa anh biết không, ở ngoài không có nhiều người mà biết bao nhiêu nhà chết đó. Cái làng nghĩa địa ngay đó không có nhiều nhà chứ. À đẹp vũ quá. Ừ, mình tính đi nguyên cái làng ở sao thì đó các bạn, thì bây giờ đây là một cái người chị thì đó thì cái người chị dẫn Tí La Cà Lâm đi ra ở mà một cái ngôi nhà mà hai người qua đời trong đây luôn nha. Tới bây giờ chị, tới bây giờ nó vẫn còn bốc lên một cái mùi ha chị. Hôi quá trời nè. Có công đường cửa đó vô đó để tôi chỉ nhà nhà nhỏ này. Còn hôi luôn hả? Ừ. Cái chỗ này nè. Đây đây cái cửa này, xé cửa ra. Đó thì bây giờ đây nè. Chỗ này là cái chỗ này là những người dân người ta cài cửa. Người dân tung cửa vô để vô. Bây giờ các bạn thấy là ở bên một cái gia đình, ở bên là người con trai đó, thì trong gia đình là đi lại đây là thỉnh. Cái cửa này nó bốc mùi với ra luôn nè. Ủa cái người con gái chứ đặng là thỉnh vong nè. Mà bây giờ thì một cái mùi ở chổng giờ nó của nó phất ra quá trời, chịu không nổi luôn. Chịu không nổi luôn, nó của nó hôi. Người phụ nữ tên Quyền nha, có chú anh chị 23 tuổi. Đó thì bây giờ các bạn thấy thì ở trong ngôi nhà này mà đã hai một nam và một nữ qua đời trong minh đích trong, không ai phát hiện nha, đã có dồi luôn. Đó là gì đó. Nó đốt gối rồi ha. Hôi quá trời luôn vậy. Bây giờ đi ngang mà cũng nó hôi chịu không nổi luôn. Ngay chỗ cũng mấy cơm á. Nó hôi. Cái này dầu gì dầu. Dầu nữa nghe nè. Rồi đó không ai có giữ nhà cửa nó lợi gì chứ. Không con để đi rồi. Tụi đi theo nó rồi. Đi theo chứ đi rồi. Dầu nữa. Nãy tao mới qua chỗ bắt đi nè. Nó coi hôm đầu mùa tới cuối mùa. Nè nè đưa mấy em YouTube nè. Kế lần bên luôn đó. Rồi ngồi cãi cho mấy em YouTube chạy đi rồi mấy em YouTube mua hết cho. Ông đừng đất nhà ông đừng biết chằng chứ. Cái này nhà ở nhà ai ở? Mày coi hôm rõ kìa. Mấy anh vô giúp đỡ nó mới bị ung thư vú nữa đó. Ông phơi giúp đỡ đi thì nó lấy liền à. Tiếc. Trời ơi. Khùng. Trời ơi Giêsu. Có mấy tờ không có đồ nào bận được, tại đồ nó thật đồ không, mình mua đi công an cho nó mặc đồ không vừa chị công an ra nói luôn, giờ không có đồ nào bận vừa hết á, giờ chị chỉ mua bộ đồ nào đắp lên người đó thôi. Tội nghiệp quá. Cá kỳ quá này em mua gì nó ra đang đâu vậy? Thì mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ đó có các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì đi vô ở bên trong là cái ngôi nhà mà cái hiện trường của hai vợ chồng, hai một nam một nữ thì đã qua đời chung đó, là không có người nào hay hết luôn nha, thì đã bốc mùi hôi thối, thì đã được người dân phát hiện thì đã đáp báo cho cơ quan chức năng tới, thì đã đưa cho hai người đó đi vô trong bệnh viện của Vĩnh Long thì đã khám nghiệm tử thi, thì bây giờ cũng đã đưa cho đi thiêu rồi xong hết rồi. Thì thôi giờ thì quay hồi sớm giờ những cái bà con ở nơi đây thì cũng có chia sẻ đó các bạn, thì chia sẻ sớm giờ thì giờ cũng đã hết rồi, thì thôi giờ Tí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm đó các bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.